my friends, welcome back. Stay home and learn English with me. Today, we will have a pronouns review, okay? A review of pronouns. Yeah, there are a lot of pronouns we have learned so far, okay? Trong 3 video trước, mình đã học qua 5 nhóm đại từ, ha? 5 nhóm đại từ trong tiếng Anh. Yes, nhóm thứ nhất là đại từ chủ ngữ, làm chức năng chủ ngữ. Chủ ngữ thì đứng trước động từ chính của câu. Yes. Đại từ tân ngữ. Tân ngữ thì đứng ở đâu? Đứng ở sau động từ hoặc sau giới từ trong câu. Ok. Yeah. Do you remember? I love you. Do you love me? Ok. So, I love you. You ở đây là tân ngữ. Do you love me? You ở đây là chủ ngữ. Nhóm này ha. Next. Bài thứ hai thì mình đã nói về gì? Tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Ok, khi nhắc đến đó, khi đụng đến đại từ sở hữu là thường mình hay nhầm. Thì trong bài trước mình đã nói rất là kỹ rồi ha. Đại từ sở hữu, tính từ sở hữu. This is my phone, that is yours. Của bạn. Nhóm này, đại từ sở hữu là được dùng thay thế cho gì? Một cụm danh từ gồm tính từ sở hữu và danh từ. Yes. Và mình sẽ dùng trong trường hợp nào? Trong trường hợp danh từ đó được hiểu ngầm ở trong câu. Trong câu đó mình hiểu cái đối tượng được nhắc đến rồi thì mình không cần nêu nó ra ha. Và đây là cách ngắn gọn hơn. Rồi, và nhóm cuối cùng là nhóm về đại từ phản thân. Phản thân là thể hiện gì? Chính cái đối tượng này. Chính đối tượng được nhắc đến đó, chính cái chủ ngữ đó là gì? Thực hiện hành động. Ok. Và mình sẽ về dấu hiệu nhận biết thì thường thì mình thấy nó hay dùng sau giới từ for, to, by myself, từ tôi thấy, for myself, to, yes or to myself. And và cấu trúc từ, sorry, và cách dùng thứ hai là dùng để nhấn mạnh chủ ngữ. Ok. I myself believe God is the truth. Yeah. I myself, bỏ cái này đi vẫn hiểu câu, nhưng mình thêm vào để mình nhấn mạnh. Yes. Tôi, từ thân tôi á, bản thân tôi. Tiếng Việt mình cũng nói như vậy. Tôi nè, bản thân tôi nè. Ok. Được. Yes, có một sự nhấn mạnh. Thì đây là 5 nhóm đại từ mình đã học. Bây giờ mình sẽ làm bài tập để ôn tập ha. Từ kiến thức đến việc vận dụng. Yes, nó thường nó có một cái khoảng cách. Yeah. Và khoảng cách đó xa hay gần là tùy theo từng bạn. Ok. Và mình sẽ nhớ, mình sẽ đi qua các bước. Sau khi mình nắm vững các đại từ rồi, mình có thể làm bài tập được rồi, thì việc cuối cùng là làm sẽ gì? Mình phải sử dụng thuần thục trong khi mình viết câu. Dạ, yeah, ok. Bây giờ mình làm bài ha. Thì mình chỉ có tất cả là 9 câu hỏi thôi ha. Và nó khái quát là những gì đã học. Yes. Ok, number one. Does know that I was absent. Ở vị trí này thì ở vị trí này mình cần đại từ chủ ngữ, tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu hay đại từ phản thân. Does know that I was absent. Khi mình làm bài tập về câu thì việc đầu tiên mình cần làm là gì? Trao đổi với một câu, khi mình muốn phân tích một câu thì việc đầu tiên mình cần làm là gì? Là xác định động từ của động từ chính của câu đó. Ok. Một câu có thể thiếu đi thành phần chủ ngữ, có thể thiếu đi thành phần gì? Tân ngữ cũng có khi thiếu. Và nhưng có một thành phần không bao giờ thiếu ở trong câu, đó là thành phần động từ. Yes. Động từ, mình luôn nói với mọi người rằng động từ là gì? Là cái hạt nhân, là cái nhân của câu. Nên câu nào cũng sẽ có động từ cả. Cho nên việc đầu tiên khi mình làm về câu là mình phải xác định được cái gì? Động từ. Từ việc mình xác định động từ đó là mình sẽ biết gì? Phần đứng phía trước nó, danh từ đứng trước nó là danh từ chủ ngữ của nó là gì, hay là vắng mặt trong câu. Và gì? Tân ngữ của nó là gì, hay nó đang vắng mặt trong câu. Một câu có thể thiếu đi nhiều thành phần nhưng sẽ không thiếu động từ. Nếu không có động từ nó không thể thành một câu được. Ok. Mình nói một ví dụ, mình đưa một ví dụ đơn giản nhất nhá. Đó là gì? Mình muốn nói open, look, listen. Đó thì đó là những câu mình là rất ngắn và câu đó thiếu chủ ngữ, thiếu tân ngữ phía sau. Nhưng mà có thiếu động từ không? No. Ok. Listen. Ok. Yeah. Thay vì mình có thể nói you listen to me. Yeah. Bạn hãy nghe mình nói nè. Nhưng mà mình có thể gắn lại đơn
còn lại là gì? Listen. Yeah. Trong những video sau, trong những bài sau rồi mình sẽ nói kỹ hơn khi phân tích câu nữa. Nhưng bây giờ mình chỉ nhắc qua như vậy ha. Để mình làm gì? Mình thực hiện cả các bước cho nó chuẩn xác. Yeah. Does know that I was absent. Yeah, that I was absent. Đó là một cái mệnh đề. Nó nằm sau động từ know. Như vậy, that I was absent đang làm chức năng của một mệnh đề danh từ, tức là tân ngữ của động từ know này. Does. Vậy ở đây là thiểu gì? Thiểu chủ ngữ. Yes. Mình chọn tái từ chủ ngữ để đưa vào thì mình sẽ chọn nào? She, right? She, her and herself. Như vậy sẽ chọn she. Yes. Yeah. Có một số câu nó rất là quen thuộc của mình rồi ha. Nhưng mà mình tranh thủ thời gian mình nhắc đi nhắc lại về cả các bước và thực hiện khi mình làm bài tập liên quan đến câu, để lúc nào mình cũng có thể làm chuẩn xác được. Yeah. Number 2, please tell the story. Okay, please tell the story. I think I have a mistake here. It's a full stop, not a question mark. Đây chỉ là câu chấm than. Ở đây mình có thể điểm chấm than hoặc chấm thôi ha. Please tell the story. Vậy bây giờ câu này động từ là động từ nào? Tell. Ok, động từ là tell rồi ha. Và câu này có chủ ngữ không? No, no, không có chủ ngữ, động từ tell. Sau tell, sau động từ mình cần điền đại từ tân ngữ. Vậy đại từ tân ngữ là từ nào? Him. Please tell him the story. Yes, mình nghĩ với nhiều bạn những câu này sẽ rất là dễ. Please tell him, tell her. Bởi vì mình học ngữ pháp đôi lúc là mình chỉ cần qua gì? Qua những câu thông dụng hàng ngày. Yes. Nhưng mà mình đưa vào đây và mình sẽ phân tích kỹ hơn khi mình nhìn theo cấu trúc câu, để sau này khi câu mở rộng dài dài ra, khi mình đọc câu khó nữa, bạn thực hiện đúng các bước như vậy thì cũng sẽ không sai. Ok. Yeah. Câu dài cũng có nhiều bài tập lắm, nhưng mà dài quá mình không có đưa vào để mọi người nhìn rõ được. Yes, okay. Now let's go to number 3. Jane has a cat she likes to play with. Jane has a cat she likes to play with. Yeah. Ở mệnh đề đầu tiên này là đầy đủ rồi ha. Jane has a cat. Đầy đủ các thành phần rồi. She likes to play with. With là giới tương ha. Sau giới tương mình sẽ điền tân ngữ. Yeah. Number 4. The students decorated the room. The students decorated the room. Động từ của mình là từ decorated here. Decorated là động từ ha. Decorated động từ. Còn chủ ngữ của mình là gì? The students. The students chủ ngữ ha. Vậy chủ ngữ rồi, động từ rồi. The room là tân ngữ. Vậy còn thiếu gì nữa không? No, không thiếu gì nữa cả. Và ở đây ấy, thì mình cần điền gì? Mình không điền bài từ chủ ngữ vì mình có the students là chủ ngữ rồi. Nha. Câu này đã đầy đủ ý nghĩa chưa? Học sinh đã trang trí căn phòng. Đầy đủ ý nghĩa chưa? Yes, of course. Đầy đủ cả rồi ha. Vậy thì mình cần làm gì tiếp theo? Mình có lựa chọn cho mình sẽ là gì? Đại từ phản thân để nhấn mạnh là học sinh từ các bạn ấy đã trang trí căn phòng. Ok. Yeah. The students themselves decorated the room. Yeah, trong video trước mình cũng có nói về cách dùng của rất kỹ về đại từ phản thân và là gì? Ở trong câu mình thấy không có thiếu thành phần nào cả mà nó lại nằm ngay sau động chủ ngữ ha, thì mình có thể dùng đại từ phản thân để nhấn mạnh cho chủ ngữ đó, themselves. Number 6 or number 5. Friend and I went to the football match. Yeah, friend and I went to the football match. Vậy động từ của mình là từ nào? Went, động từ quá khứ của go. Yes, bạn của tôi và tôi đã đi đến trận bóng đá này, nó rất là dễ ha. Yes, my friend. Yeah, câu này thì theo gì? Thói quen thông thường mọi người vẫn có thể chọn được. Yes, mình nhìn ở một cái góc độ, mình nhìn để mình mở rộng câu ra cho mình chắc thôi ha. Number 6, should we match them at our office or should we match them at our office or chúng ta nên gặp, có động từ rồi ha. We là chủ ngữ rồi ha. Match là động từ rồi. Chúng ta nên gặp họ ở our office,
ở văn phòng của chúng ta hay văn phòng của họ. Như vậy ở đây our office or their office, căn phòng của chúng ta hay căn phòng của họ. Và ở đây có nhắc lại từ office này được nhắc đến một lần rồi, mình có thể hiểu được trong câu rồi, mình không cần phải nhắc lại nữa, nhưng mình sẽ dùng gì? Theirs. Yeah. Và không có danh từ sau này. Yes. Yeah. Khi mình cần phân biệt giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu thì mình sẽ thấy sau tính từ sở hữu bao giờ cũng là một danh từ, còn sau đại từ sở hữu thì no, không còn danh từ nữa vì hiểu ngầm rồi. Theirs. Uh-huh. Number 8. She reads the text. Oh, sorry. Number 7. She forgot homework this morning. She forgot homework this morning. Cô ấy quên homework this morning, quên làm bài tập. Quên là động từ chính rồi ha. Homework là tân ngữ của động từ forgot này, và đứng trước homework thì mình cần điền gì? Đại từ sorry. Mình cần điền tính từ sở hữu, và tính từ sở hữu của mình ở đây sẽ là her. She forgot her homework this morning. She forgot her homework this morning. Yeah. And number 8. She did the text by. Chủ ngữ của mình là đâu? Là she. Động từ là gì? Did. She did the text by herself. Bởi từ cô ấy, từ làm thôi. By. Và mình tỏ giới từ by ở đó rất là dễ nhận biết ha. She did the text by herself. Okay. Number 9. She gave the car first oil change. She gave the car first oil change. Yeah, chủ ngữ là she, động từ của mình là từ gave. Yeah. She gave the car its first oil change. Okay, vậy là đã xong bài ôn tập cho đại từ. Mình hy vọng rằng qua những video này, bạn sẽ nắm thật chắc cách dùng đại từ và có thể dùng nó một cách thuần thục. Và khi mình kết thúc, mình muốn nói thêm một chút xíu nữa về đại từ phản thân. Vì lần trước mình không nói, mà theo mình á, thì ví dụ này nó rất là điển hình này, lỡ sau này mình nhầm. Trong lần trước mình có một ví dụ là Jill bought himself a new car. Và bây giờ mình muốn đưa cho bạn một ví dụ Jill bought him a new car, để mình khảo sát ý nghĩa sự khác nhau giữa hai câu này. Ok, đây là hai câu mình muốn chúng ta khảo sát ha. Xem lại ha. Jill bought him a new car and Jill bought himself a new car. Yeah. Vậy giữa hai câu này có gì khác nhau không? Jill bought him a new car. Jill bought himself a new car. Yeah, bạn nghĩ sao? Khác hay giống nào? Khác hay giống? Yeah. Nếu như mà hai câu him và himself ở đây mà giống nhau, vậy thì vì sao mình phải dùng himself cho nó dài mà không dùng him cho nó ngắn? Thực ra là hai câu này về mặt ý nghĩa khác nhau ha. Jill bought him a new car. Thì khi người ta nói Jill bought him a new car thì bạn biết là đang được nhắc đến thằng Jill. Và him là anh ta, anh một anh nào nữa. Mà có phải Jill không? No, no, không phải Jill. Một người nào đó khác, không phải Jill. Ok. Còn Jill bought himself a new car thì himself và Jill đây là mấy người? Cùng một người. Yeah, Jill đã mua cho chính anh ta một chiếc xe mới. Còn ở đây, Jill bought him a new car là Jill mua cho anh ta một chiếc xe mới. Vậy anh ta này là anh nào? Anh nào đó nữa. Trong ngữ cảnh đó họ sẽ hiểu khi họ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ mình biết là gì? Thằng Jill và cái him này là hai người khác nhau. Ok. Cũng giống như khi mình nói là Jill bought me a new car là Jill mua cho tôi. Jill bought her a new car. Jill mua cho cô ta, người Jill bought him a new car. Vậy anh nào là anh nào đó nữa? Ok, không phải Jill. Còn ở đây là Jill và himself là cùng một người. Như khi mình nói I bought myself a new car, một người thôi. Và him ở đây là một người nào, một anh chàng nào đó khác, cũng là ngôi từ bà sủi khác nữa, không phải Jill. Mình nhớ là no, not Jill, không phải Jill nhá. Vậy là được ha. Ok. Yeah. Rồi, qua các ví dụ, qua hai câu mà mình vừa mới đưa ra thì mình có thể nói là
gần như hoàn thành về phần đại từ nhân xưng với 5 nhóm: chủ ngữ, tâm ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và đại từ phản thân. Yes, if you have any questions, ask me. Nếu các bạn có câu hỏi, có gì cần hỏi, các bạn để lại câu hỏi, comment cho mình ở phía dưới ha. Goodbye, see you next video and remember, stay at home, yes, wash your hand, drink juice, be careful with everything and take care of yourself. And last but not least, that's it, think positively. Goodbye, see you.